Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì lại tiếp tục một ngày nữa, gần như là ngày hội của khu chợ nữa các bạn, ngay tại cửa hàng Mỹ Duyên mình. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Đây chính là tuyến đường Triệu Nương nè, nằm ngay trung tâm chợ Mỹ Xuyên. Những ngày giáp Tết, hôm nay đang là 28 Tết rồi, thì hiện tại mình đang có một chiếc Honda Future màu trắng lên yên đỏ ha. Còn đây là phiên bản 2024, lại thêm một chiếc nữa chuẩn bị về với chủ nhân mới. Nhưng mà video này mình sẽ tập trung vào chiếc xe này. Xe này là của một anh trai từ lịch hội thượng Trần Đề đó các bạn, ghé qua đây để ủng hộ bên mình. Chiếc Future 2024, giá của nó hiện tại đang là 36.500.000, là cho bản 24 này nha các bạn. Màu xanh, nước sơn bóng, mã cao cấp là 36.500.000. Giá xe mình cam kết chính xác, đúng thời điểm và đã có sẵn VAT. Mời các bạn xem cái phiên bản màu xanh này. Hiện tại anh trai cũng sẽ lên luôn cái công tắc đèn. Công tắc này là 350.000, có bắt sinh. Rồi sẽ gắn luôn cái ba ga nữa là 250.000 nữa nha các bạn. Đây nè, đi cả gia đình xuống đây để mua xe luôn các bạn. Và hôm nay bên mình sẽ có tặng thêm cho quý khách một thùng bia như thế này. Đây ha. Quay trở lại với cái xe này á, thì phiên bản màu xanh này là màu xanh mới nhất mà Honda Việt Nam đã mang lên cho người dùng của chúng ta. Mà mình là thích cái màu xanh này lắm các bạn. Thật sự là cái màu xanh này nó làm cho mình sao xuyến nè, xanh dương. Với những tín đồ là fan mà cái màu xanh này thì chắc chắn là nhìn thấy là sẽ mê ha. Nè, màu này á, mình thấy Honda phối á, nó nhẹ nhàng lắm các bạn. Nó không quá đậm mà không nhạt, nó vừa vừa. Và cái màu nó cho mình cảm giác trong, trong và nó sáng, mà nó mịn nữa các bạn. Đây ha, tem Future như thường lệ thôi. Nó sẽ là tem 3D, số 125 ở chỗ này. Tem dán ha, nè tem dán nè. Hộp bây giờ là màu đen nè, gấp bọc sơn là màu đen, động cơ cũng sơn đen. Đây là cận cảnh cái ba ga 250.000 bên mình. Cái này là hàng loại nhất rồi các bạn. Inox 10 ly, cầm rất là nặng tay ha. Còn phía trước cửa hàng thì các bạn nhìn thấy nè, hôm ra Tết thì ngày nào bên mình cũng đông như thế này. Đây, đông như thế này luôn đó các bạn. Mà khu chờ hôm rồi bên mình bán rất là nhiều luôn rồi. Xen kẽ đó là những dòng xe khác, ví dụ như là Vision nè, rồi những dòng xe nhập nữa ha. Đó, các bạn thấy Tuấn đang gắn nè, chỉ là đấu dây không nha các bạn, chứ không có cắt gì hết nha, đấu như zin luôn. Rồi cái công tắc ở đây sẽ trả về cho khách. Ví dụ như các bạn xài một thời gian sau mà có muốn về zin á, thì gắn công tắc này vô lại như zin thôi. Đây nè anh trai nè các bạn. Hy vọng là video này cũng sẽ cho gia đình mình một cái kỷ niệm nhỏ nhỏ trong những ngày gần Tết. Bữa nay đang là 28 Tết rồi nè các bạn, cận Tết lắm luôn rồi đó ha. 9:30 sáng, ở trên là 7 tây, ở dưới là 28. Rồi đây anh trai nè với cháu ngoại từ Trần Đề ha, lịch hội thượng Trần Đề đó các bạn. Mình thay mặt cửa hàng cảm ơn gia đình và chúc gia đình năm mới một cái Tết thật là vui vẻ, an khang, thịnh vượng. Và video này gửi đến với gia đình của anh trai ha, bé gái nè, rồi anh này nữa, để làm kỷ niệm luôn những ngày Tết mình có thể là vui sum họp gia đình. Và mở cái video của kênh Khải Phạm mình lên xem, sẽ thấy xe của mình và thấy luôn mình ở trong video nữa, ví dụ vậy ha. Khu trời trắng đỏ hôm nay cũng bán đi rất là nhiều nữa các bạn. Còn xem khách nè. Rồi bây giờ Tuấn chuẩn bị gắn cái mặt nạ, cái đầu đèn vô. Sau khi gắn xong sẽ nổ máy, mình sẽ cho các bạn nghe tiếng bô, nghe tiếng máy lại. Rồi mới đó mà bây giờ đã nổ máy rồi đó các bạn. Các bạn xem nè, công tắc đèn nè, Tuấn sẽ hướng dẫn nè. Đó, nhấn giữ tắt ha. Và khi tắt đèn mình vẫn vắc xin được, vắc xin nè ha, vắc xin nha các bạn. Mà xem nè, thấy không,
rồi nhắn dữ nè, cháy luôn nè, đó, cấp pha bình thường, bắt xin nè, rồi nhắn dữ nè, tắt, ok ha. Nào, các bạn nghe tiếng bộ ha. Đây bên mình sẽ làm lễ giao xe cho khách luôn nha. Đây, anh trai ở lịch hội thượng trần đề nha các bạn. Và sẽ có một thùng bia gửi đến cho quý khách hàng thân thương của cửa hàng Mai Duyên trong dịp Tết này. Đây nè, toàn vẹn gia đình nè ha, anh trai, cháu ngoại nè, rồi anh đó nữa à, đến cửa hàng để ủng hộ xe anh mình đó các bạn. Đi hai người lớn một bé, rồi về sẽ là đi ra hai xe rồi ha. Lúc đầu là đi là tống ba đó hai người lớn và một bé, bây giờ là về là hai xe rồi. Và sẽ chúc cho anh trai may mắn quay số trúng thêm một chiếc xe nữa ha. Đây thùng bia nè các bạn. Quà nữa là quà thường xuyên là hai nón bảo hiểm, áo thun, áo chùm xe và hai móc khóa. Còn dịp Tết này mình sẽ tặng thêm một cái thùng bia nữa nha các bạn. Đây ha. Các bạn ơi, mình sẽ đề máy lần nữa vô số cho các bạn luôn ha, rồi mình sẽ kết thúc video nha. Bơm xăng cái nè, rồi đây. Các bạn hết sức chú ý nè. Đó, bác xin ha. Đó số nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè ha. Về. N. Rồi ok ha. Nhanh nhanh để mình giao xe cho khách các bạn. Ôi Sirius. Màu xám nè. Đây khu trời trắng đỏ nữa nè các bạn. Khu trời trắng đỏ. Rồi. Mình sẽ khép lại cái video buổi sáng này ở đây nha. Đây, đón Tết với một cây mai đặc hoành tráng nè các bạn. Mình sẽ kết thúc video. Và trước khi kết thúc mà các bạn tiếp tục di chuyển thẳng ra sau với mình nha. Phía sau khách cũng rất là đông. Đây ha. Đây ha. Đó. Rồi, xin chào các bạn nha.